Ôi rồi, give up rồi. À, Stardust là đánh với lại Viper. Viper, Zaphor. So lie, lie, ancient previous. Okay. Let me connect to my iPhone. iPad. Sherlock. Sherlock biết là có bandit. Ôi giời, câu hỏi này hơi hơi chỉ có mỗi ông này chơi cái deck này thôi em ạ. Khá là thú vị. Ok, two acts of C. Ok, sure. But wait for me 1 minute. Hi bro, that's okay. Mình chat này, mình chat mình sẽ chuyển sang bên này. Ui giời, em sub hai kênh luôn. Ui giời, yêu quá. Đợi chút, mình đang chưa đổi cái axe này sang bên cái máy này. Đợi chút. Wait for me 1 minute. Executioner để ba luôn một hit à? Ôi giời, nào, bây giờ mình mới hiểu. Ok, chúng ta sẽ đến với match shop của Viper. Hôm nay thì phục vụ anh em Việt Nam thôi. Khi nào mà nhiều Tây quá thì mình sẽ chuyển sang bình luận đá đá một chút. Mặc dù thì không tiếng Anh cũng không tốt cho lắm nhưng mà thôi cũng cố gắng các bạn. Cho anh em cũng thông cảm. Tại vì là đôi khi cũng phải giữ chân những thanh niên Tây ba lô. Princess, đau quá. Có PC 2 hit anh em ạ. À 1 hit. 1 hit đát của nó và bằng 2 hit nó đau luôn ạ. Mình không biết, mình không để ý. Còn vì con mình không dùng con đấy. Mình dùng con đấy thì mình mới có thể chia sẻ với các bạn. Ôi trời, xong rồi. Rồi khó cho Viper khi mà anh ta bị một dash của Vince. Quá đau. Tuy nhiên thì với cái deck này thì nếu mình đã xem Viper thể hiện rồi, ta đánh rất chất. Cẩn thận với Fireball. Bàn khí thôi xong rồi. Play Lumaloons. Not sure bro. I'm trying to play a quick Executioner. Đây chú anh em Nikoko nổi tiếng hiện tại. Với cái lượng view nó còn kinh khủng. Phải nói một từ là kinh khủng. Gradrian bây giờ mà xem 1 triệu view thì cái cảm giác sợ thật sự. Không biết ông đào đâu ra. Ngày xưa thằng này kênh con này nó chỉ liều tiểu không được mấy trăm view. Viper? No, let me check next game. I see he apply. Oh, yesterday I was playing War in Infinity. It is a small M. I got a player having max level 14. The car lock bet I have all the max. Nhưng mà các bạn hãy xem lại triệu view của thằng Benju chưa? Vãi lều luôn ạ. Thời điểm này mà kênh của nó toàn cũng 1 triệu với lại 2 triệu view. Kinh khủng. Còn mình không hiểu nó đào view đâu ra. Trong khi tất cả các streamer còn lại các những người mà đánh hay hết hiện tại toàn mới mấy trăm nghìn view là cùng. B-Race này có ba kênh nổi tiếng view vẫn lại tương tác kinh khủng. Một là B-Race, hai là Oyasu và ba là Benju. Đâu đó còn thêm cả Best NA nữa.
Moten thì bình thường, Moten thì đâu đó độ khoảng 100.000 trở xuống, không phải là cao. Không. Roto bột rồi em ạ. Yeah, step 4. No. No. Hát cao tờ. Thực ra mình không nghĩ là mít quả lốc đâu, mà chẳng qua là nó bị lỗi ấy. Lúc nào mình thấy nó cũng có lỗi lỗi kiểu đấy, cái balloon nó toàn đi ảo kiểu vậy. Your opinion on Mohamed Salah? That's law. Oh no way, come on, Fireball. Crazy. Fireball tí đã trúng con Prince, con Firebreaker. Hola. Hola de Brazil. No, Firebreaker dance. Where Van Key. Okay. Oh, no, wait. Earthquake and lock. Lock. Crazy. I don't know. Chibo. Dậy múa đi. Simo thua mẹ rồi. Chưa gì mới vào mất tận 3.700 máu rồi. No, stupid Pekka, stupid Pekka. Anh em nghĩ trận này Simo ăn được. Chứ mình nghĩ là hơi khó lắm. Ba trụ, ông nào ăn hơn nhanh ông thắng. Ôi rồi. Bandit, Becca, Electro Wizard, Bandit, Duckman. Holy shit, crazy. Sida đâu, đang comeback như này, anh em, cứ bình tĩnh. Simo, múa đi. Dậy múa đi, sao không múa? Fireball is coming. Simo, dậy múa đi. Sao em không múa? Becca vẫn chưa được. Vì
Anh chưa đến ở đây em. Tình yêu chỉ mới là giấc mơ. Nụ cười ánh sáng bờ môi biển sâu. Tưởng không hay mà lại hay không tưởng. Đấy. Rất căng. Tuy nhiên thì Pekka đi bên kia rồi, chẳng Pekka đâu. Chỉ có Pekka mới đỡ được tuần này thôi. Pekka, Pekka đâu, Pekka đâu, Egwip này. Pekka đâu. Còn Pekka đâu. Ờ, thôi thôi, bình tĩnh, thôi, 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 thôi. Thôi, 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 thôi. Ủa, thôi, thôi, thôi. Dậy múa đi, sao không múa. Thua. Đánh thế này thì chịu. Ước gì lại có một em win rớt. Ui, web hát sắp phó. Ask my Facebook guys. Yeah, if you want. Ok, Anaban top 1, top number 1, number 2. Ladder God. Ladder God for sure. And actually, I think Bedfast win. Let's go, Bedfast. The last game. Thank you for watching, guys. We have amazing season. Let's go. Zip, zap, four. Zip, 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 zip. 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 R.I.P. Grapple. Cover flippos. No. Love you. Love you. Three minutes left. Thanks for watching, guy. Araban top 1 nữa sao? Ừ, nó là sự thật đấy anh em. Nó là sự thật nữa rồi đấy. 8 lần top 1. Kỷ lục này cũng giống kiểu Messi 7 lần. Ngang với Messi 7 lần có bóng vàng đấy. Araban. Give your fan link. No, sorry. Ask my Facebook early. Mà hai nick top 1, top mấy game. Nó còn nhiều nick lắm, chẳng qua nó không bút thôi chứ. Great, great on the time đúng không? Thôi rồi. Ok, 2 minutes left. Thanks for watching, guys. Ok, trận này là đủ thời gian đấy. Mình nghĩ là đủ thời gian. Vừa khít luôn. Vừa khít. Thêm cái quảng cáo nào, thêm quảng cáo, thêm tiền nào. Quảng cáo nào bãi các bạn ơi. Có ai bị quảng cáo không? Chắc là có. Chắc có một vài người bị quảng cáo. 1 minute left. Let's go. Six. Oh, 1 minute left. Come on. No way. I'm 1 minute left. Come on. Zafor, please give up. Give up, give up, please. We don't have enough time. We don't have enough time. Come on. Chậm rồi, chậm hơn so với giờ rồi. Đừng đánh đến tận. Thôi xong rồi, bẹt phạt để được. Ra khó. Không được, không kịp, không kịp. Không kịp rồi, không kịp rút ra rồi. Không kịp rồi. Không kịp rồi. Còn 26 giây thôi, 25, 24, 23. Bên này là tận 55 giây nữa cơ. Không được rồi, thôi. Thôi, không kịp rồi. Thôi rồi, không kịp rồi. Hey Peter, what's up? Anaban top 1. Yeah. Congratulations. Who was the best lava house? For what? As Asuna.
No, 1 second left, recess. Too late, time just to say the story. Too late. Too late, too late, too late. Time to say too sorry, too late. Too late time. Happy holiday. Merry Christmas. Good game. End season, guys. Reset time.